Ở nhiều quốc gia, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng do không thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế mà họ cần, hoặc do chi phí cho các dịch vụ y tế đẩy họ vào cảnh đói nghèo. Ngay ở những nước đã có dịch vụ y tế dễ tiếp cận và chi phí phải chăng, thì các chính phủ cũng đang gặp những khó khăn ngày càng nhiều trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao chưa từng có của người dân và chi phí cao của các dịch vụ y tế. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã cố gắng để cải thiện sức khỏe người dân và khắc phục đói nghèo bằng cách tăng thêm độ bao phủ của các dịch vụ y tế và giảm sự ảnh hưởng do chi phí chữa bệnh gây nên. Bao phủ y tế toàn dân và công bằng trong chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa là một hệ thống tài chính y tế đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết và không gặp phải khó khăn tài chính do chi trả các dịch vụ y tế đó. Hội thảo bao phủ y tế toàn dân và công bằng được tổ chức vào ngày 7 tháng 9 vừa qua tại Trường Đại học Y Hà Nội với sự chủ trì của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh, hiệu trưởng Trường Đại học Y, tiến sĩ Vega Janet, giám đốc điều hành quỹ Rockefeller và sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công bằng y tế ở Việt Nam. Đất nước Việt Nam của các bạn đã đạt được nhiều thành tựu trong chăm sóc sức khỏe người dân và mức độ chăm sóc sức khỏe đã đạt được tầm bao phủ khá lớn. Tuy nhiên thì vẫn cần có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như cần phải có sự đổi mới trong cơ chế chi trả. Hiện nay Việt Nam đang áp dụng cơ chế chi trả y tế theo phí dịch vụ. Điều này cũng gây ra khó khăn. Nên chuyển đổi phí chi trả theo định suất hoặc theo nhóm chẩn đoán. Đó là cơ chế chi trả tiên tiến đã áp dụng được ở nhiều nước. Nó góp phần giúp chúng ta hạn chế những chi tiêu quá mức cần thiết trong lĩnh vực y tế này. Primary care level is paid by the number of people that they provide care, and the hospital people is paid by the diagnosis related groups by solving the problem of the people. So that's the first thing, changing from fee per service to specifically capitation and DRGs. And the second is to continue the advancement in making mandatory health insurance. Thứ hai là hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn dân thì cần tiếp tục những thành công đã có trong việc mở rộng bảo hiểm y tế bắt buộc. Pool all the resources and provide those resources according to need. So advancing in that. Với những bước tiến cần lưu ý đến sự công bằng trong mọi cải cách và sự thay đổi làm sao để những cải cách thay đổi đó đem lại quyền lợi cho người nghèo nhiều hơn những nhóm đối tượng khác. More than the others, and the second one is make sure that you use clinical guidelines to care, because right now care is basically defined by the doctor. Tiếp đó cần phải xây dựng những hướng dẫn lâm sàng mang tính chẩn hóa để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Effective interventions are in place and things that are not proven by the knowledge in other places that are good are not used, and that the main piece of that are drugs. The essential list of drugs of medicaments, it's very important to advance quicker toward universal health coverage. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận về những khó khăn, thách thức nêu trên và đề xuất những giải pháp như xây dựng và thực hiện các cơ chế thanh toán từ phía nhà cung cấp, đảm bảo chăm sóc y tế có chất lượng, hỗ trợ khu vực y tế tư nhân để tăng độ tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, nhằm nâng cao mức độ bao phủ y tế toàn dân, đảm bảo các rào cản tài chính không cản trở người dân tiếp cận một cách công bằng việc chăm sóc sức khỏe. Rất nhiều vấn đề và giải pháp được đưa ra tại hội thảo đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao những chính sách, chiến lược giúp việc chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tốt hơn.